Phẩm thọ mạng, phẩm thứ nhất, phần 2. Bấy giờ trong chúng hội có một vị yêu bà tắc ở thành Câu Thi Na tên là Thuần Đà, còn nhà thợ thuyền dẫn theo 15 người cũng thuộc trong giới mình. Vì muốn cho thế gian được quả lành, ông dẹp bỏ oai nghi của thân, từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, hai tay chắp lại hướng về phía Phật, đau xót rơi lệ, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Nguyện Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con để cứu độ vô số chúng sanh. Bạch Thế Tôn, từ nay chúng con không còn làm, không còn người làm chủ, không còn người thân thích, không còn người cứu vớt bảo hộ, không còn nơi quy hướng bẩn cùng đói khổ, muốn nương Đức Như Lai cầu lấy món ăn cho thủa tương lai. Xin Ngài thương xót thọ nhận lễ cúng hèn mọn của chúng con rồi hãy nhập Niết Bàn. Thế Tôn, ví như có một người thuộc giai cấp sát lị hoặc giai cấp bà la môn, tỷ xá thủ đà vì bần cùng nên đi tới một nước khác xa xôi. Người ấy ra sức làm ruộng nương, sắm được con trâu khỏe, dễ điều khiển được ruộng tốt bằng phẳng đã dọn sạch, không còn những cát sỏi, chất phèn, cỏ hoang, gốc cây. Người ấy chỉ còn mong được trời mưa xuống mà thôi. Trâu khỏe và dễ điều khiển ví như bảy nghiệp lành của thân và khẩu, ruộng tốt và bằng phẳng ví như trí huệ. Những món cát sỏi, đất phèn, cỏ hoang, gốc cây đã bị dẹp trừ ví như các phiền não đã trừ dứt. Thế Tôn, nay thân chúng con có đủ trâu khỏe dễ điều khiển, ruộng tốt và bằng thẳng, đã dọn sạch những món cát sỏi, chất phèn, cỏ hoang, gốc cây. Chúng con chỉ còn mong chờ Đức Như Lai ban cho cơn mưa phát cam lộ mà thôi. Người bần cùng nói trên chính là thân chúng con đây, thiếu thốn món của cải là chánh pháp vô thượng, xin Phật thương xót dứt trừ sự bần cùng khốn khổ ấy cho chúng con và cứu giúp vô lượng chúng sanh khổ não. Mặc dầu lễ cúng của chúng con hôm nay là hèn mọn, nhưng cũng mong rằng được làm no lòng Như Lai và đại chúng. Từ nay chúng con không còn người làm chủ, không còn người thân thiết, không còn nơi quy hướng. Xin Như Lai rủ lòng thương xót chúng con như La Hầu La. Lúc ấy Đức Thế Tôn bậc nhất thiết chủng trí và vô thượng điều ngự bảo Thuần Đà rằng: lành thay, hôm nay ta sẽ vì ông mà dứt trừ sự bẩn cùng. Ta sẽ đem mưa pháp vô thượng mà dưới xuống đám ruộng tốt ở thân ông để làm cho mầm pháp mọc lên. Nay ông muốn cầu ở ta thọ mạng sắc tướng sức lực an lạc biện tài vô ngại. Ta sẽ ban cho ông được đời sống trường tồn sắc tướng sức lực an lạc và tài biện thuyết vô ngại. Vì sao vậy? Thuần Đà, có hai lần thí thực mà quả báo như nhau. Sao gọi là hai? Thứ nhất là ta thọ thực rồi sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thứ hai là ta thọ thực xong sẽ nhập Niết Bàn. Này ta thọ nhận sự cúng dường lần cuối cùng này của ông sẽ khiến cho ông được đầy đủ hạnh bố thí. Bấy giờ Thuần Đà liền bạch Phật rằng: Như Phật nói rằng quả báo hai lần thí thực ấy là như nhau, nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Người thọ thí lần trước chưa dứt phiền não, chưa thành tựu nhất thiết chủng trí, cũng chưa thể khiến cho chúng sanh được đầy đủ hạnh bố thí. Người thọ thí lần sau phiền não đã dứt, đã thành tựu nhất thiết chủng trí, lại có thể khiến cho chúng sanh thể đều được đầy đủ hạnh bố thí. Người thọ thí lần trước thật là chúng sanh, người thọ thí lần sau là bậc thiên trung thiên. Người thọ thí lần trước đó là cái thân sống nhờ ăn uống, cái thân phiền não, cái thân còn phải trở lại cõi này, cái thân vô thường. Người thọ thí lần sau đó là thân không phiền não, thân kim cang, là pháp thân, là thân thường còn chẳng mất, là thân không giới hạn. Như vậy vì sao lại nói rằng hai lần thí thực ấy quả báo chẳng khác gì nhau? Người thọ thí lần trước chưa có đầy đủ từ hạnh bố thí cho tới hạnh trí tuệ, chỉ có nhục nhãn mà thôi, chưa được Phật nhãn, thậm chí chưa được huệ nhãn. Người thọ thí lần sau đã có đầy đủ từ hạnh bố thí cho tới hạnh trí tuệ, lại được đầy đủ từ huệ nhãn cho trí Phật nhãn. Như vậy vì sao nói rằng hai lần thí thực ấy quả báo chẳng khác gì nhau? Bạch Thế Tôn, người thọ thí lần đầu thọ nhận rồi thì cho vào miệng mà ăn, thức ăn vào bụng thì tiêu hóa, nhờ đó mới được thọ mạng sắc tướng sức lực an lạc biện tài vô ngại. Người thọ thí lần sau chẳng ăn chẳng tiêu, cũng chẳng nhân đó mà được năm kết quả trên. Như vậy vì sao nói rằng hai lần thí thực ấy quả báo chẳng khác gì nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, Như Lai không hề có cái thân nuôi sống bằng thức ăn, cái thân phiền não, không có thân phải trở lại cõi này. Như Lai thật chỉ có thân thường tồn, thân pháp, thân kim cang. Thiện nam tử, người chưa thấy tánh Phật nên thân ấy gọi là thân phiền não, là thân sống nhờ ăn uống, là thân phải trở lại cõi này.
Bấy giờ khi Bồ Tát sắp thành đạo, ăn uống xong bèn nhập Tam Muội Kim Cang, thức ăn ấy tiêu hóa rồi, Bồ Tát liền thấy tánh Phật chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy ta nói rằng quả báo của hai lần thí ấy chẳng khác gì nhau. Lúc bấy giờ Bồ Tát phá bốn thứ ma, nay vào Niết Bàn cũng phá bốn thứ ma. Vì vậy cho nên ta nói rằng quả báo của hai lần thí ấy chẳng khác gì nhau. Lúc bấy giờ Bồ Tát tuy chưa thuyết rộng 12 bộ kinh, nhưng trước đó đã thông đạt rồi. Này sắp vào Niết Bàn sẽ rộng vì tất cả chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết 12 bộ kinh. Vì vậy cho nên ta nói quả báo của hai lần thí ấy chẳng khác gì nhau. Thiện nam tử, từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thân Như Lai đã chẳng hề dùng các món ăn thức uống vì hàng thanh văn, nên mới nói rằng trước kia ta có thọ món cháo sữa của hai cô chăn bò là Nan Đà và Nan Đà Ba La cúng dường, sau đó chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật ra ta chẳng hề ăn. Hôm nay ta lại vì đại chúng trong hội này mà thọ nhận sự cúng dường lần cuối cùng của ông, thật ra cũng chẳng hề ăn. Lúc ấy đại chúng nghe Đức Phật dạy rằng ngài vì khắp cả đại hội nên thọ nhận bữa cúng dường cuối cùng của Thuần Đà, đều lấy làm vui mừng phấn chấn, cùng các tiếng khen rằng lành thay, ít có ai được như ông Thuần Đà. Tên ông đặt như vậy thật là xứng đáng. Hai chữ Thuần Đà có nghĩa là hiểu được nghĩa lý vi diệu. Nay ông đã kiến lập được nghĩa lớn như vậy, cho nên y theo chỗ thật tùy nghĩa mà đặt tên gọi là Thuần Đà. Ông này ở đời hiện tại được danh lợi lớn, đức nguyện đều đầy đủ. Lạ thay Thuần Đà, ông sanh ra ở cõi người lại được điều lợi ích cao quý nhất, khó được nhất. Lành thay Thuần Đà, như hoa yêu đàm ít có ở thế gian, Phật xuất hiện ở thế gian lại càng khó gặp hơn. Gặp Phật rồi đem lòng tin và nghe Pháp lại càng khó hơn nữa. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn lại được bày biện lễ vật cúng dường lần cuối cùng như thế này, việc ấy lại là khó hơn cả. Đáng kính thay Thuần Đà, đáng kính thay Thuần Đà, nay hạnh bố thí của ông đã được đầy đủ như trăng thu đêm rằm, đã trong sáng tròn đầy lại không bị mây che, mọi người đều chiêm ngưỡng. Ông cũng như thế, tất cả chúng tôi đều chiêm ngưỡng ông. Phật thọ nhận lễ cúng dường cuối cùng của ông rồi sẽ làm cho hạnh bố thí của ông được đầy đủ. Đáng kính thay Thuần Đà, vì vậy nên chúng tôi nói rằng ông như vầng trăng tròn đầy, mọi người đều chiêm ngưỡng. Đáng kính thay Thuần Đà, tuy ông thọ thân người nhưng tâm ông như tâm Phật. Thuần Đà, hôm nay ông thật là con Phật như La Hầu La chẳng khác. Lúc ấy đại chúng liền đọc kệ rằng ông tuy sanh cõi người đã vượt trời tha hóa, chúng tôi toàn đại chúng cùng cúi đầu cầu thỉnh, bậc nhân trung tối thắng nay sắp nhập Niết Bàn, ông nên thương chúng tôi mau mau cầu thỉnh Phật trụ lâu chốn thế gian, lợi ích vô lượng chúng, thuyết giác thuyết giảng pháp vô thượng, pháp bậc trí ngợi khen. Nếu ông không thỉnh Phật, mạng chúng tôi chẳng còn, nên mong ông tức thời đảnh lễ bậc điều ngự. Lúc ấy Thuần Đà hết sức vui mừng phấn chấn, ví như có một người kia cha mẹ đã chết rồi bỗng nhiên sống lại, lấy làm vui sướng. Sự vui sướng của Thuần Đà cũng giống như vậy. Ông liền đứng dậy lễ Phật và tụng kệ rằng khoái thay được lợi mình, khéo sanh ra làm người, dẹp trừ tham sân si, rời cả ba nẻo dữ. Khoái thay được lợi mình, gặp được kho vàng ngọc, gặp được đấng điều ngự, chẳng sợ đọa súc sanh. Phật như hoa yêu đàm, khó gặp, gặp khó tin, gặp rồi trồng thiện căn, dứt tuyệt khổ ngạ quỷ. Lại trừ được mối lo, sanh loài A-tu-la, Phật muôn đời khó gặp, như hạt cải đầu kim. Con được tròn hạnh thí, thoát sanh từ trời người, Phật chẳng nhiễm việc đời, như hoa sen ở nước, dứt luôn cảnh hữu đình, vĩnh viễn việc sanh tử, sanh làm người là khó, gặp Phật lại càng khó, dường như giữa biển cả, rùa mù, gặp bộng nội. Còn này hiến cơm này, nguyện được quả cao nhất. Hết thảy dây phiền não, chặt đứt chẳng khó khăn, nay con ở chốn này, chẳng cầu thân trời người, ví dầu sanh cảnh ấy, lòng chẳng lấy làm vui, Phật nhận lễ con dâng, vui sướng không kể xiết. Con như hoa y lan, được cúng dường Như Lai, như tỏa hương chiên đàn, nên con rất vui mừng. Nay con được hiện báo, đến nơi cao đẹp nhất, chư thiên trời thích phạm sẽ đến cúng dường con. Hết thảy khắp thế gian ắt sanh khổ não lớn, vì biết Phật Thế Tôn đang muốn nhập Niết Bàn, cùng lớn tiếng thưa rằng thế gian không điều ngự, xin đừng bỏ chúng sanh, xin thương như con một. Như Lai giữa chúng tăng diễn thuyết pháp vô thượng, như núi báu tu di vững vàng nơi biển cả,
Trí tuệ Phật khéo trừ, đồng tâm tối chúng con, ví như giữa hư không, vén mây trời trong sáng, Như Lai khéo dẹp trừ, hết thảy mọi phiền não, ví như mặt trời hiện, mây tan ánh sáng chiếu, hết thảy mọi chúng sanh, nghẹt ngào khóc xương mặt, thảy bị khổ luân hồi, làm trôi dạt khắp nơi. Vì vậy nguyện Thế Tôn, tăng lòng tin của chúng, vì cứu khổ sanh tử, trụ lâu nơi thế gian. Phật bảo Thuần Đà, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Khó gặp Phật ra đời cũng như hoa yêu đàm, gặp Phật rồi phát sanh lòng tin lại càng khó hơn. Đến khi Phật sắp nhập Niết Bàn, được cúng dường Phật bữa cơm cuối cùng, nhân đó đầy đủ hạnh bố thí, việc ấy lại càng rất khó. Thuần Đà, nay ông chớ nên sầu khổ thái quá, nên sanh lòng phấn chấn, mừng vui vì được sự may mắn hạnh phúc lớn, được cúng dường Như Lai lần cuối cùng, thành tựu trọn vẹn hạnh bố thí, không nên thỉnh Phật trụ thế lâu dài. Nay ông nên quán xét các cảnh giới của Phật đều là vô thường, tánh và tướng của các hành lại cũng vô thường như vậy. Phật vì Thuần Đà thuyết kệ: hết thảy khắp thế gian có sanh đều có tử, mạng sống dù kéo dài cũng có ngày phải dứt, có thạnh ắt có suy, hợp nhau rồi phải lìa, tuổi thanh xuân rất ngắn, khỏe mạnh rồi ốm đau, mạng sống rồi phải hết, không có pháp nào thường, các vua được tự tại, thế lực chẳng ai bằng, hết thảy đều rời đổi, mạng sống cũng chẳng khác, vòng khổ não khôn cùng, lưu truyền không ngừng nghỉ, ba cõi đều vô thường, các cảnh chẳng gì vui, thấy rõ tánh thật tướng, hết thảy đều rỗng không, pháp hư hoại lưu truyền, thường lo âu hoạn nạn, sợ hãi và tội lỗi, khổ già suy bệnh chết, hết thảy đều không cùng, hư hoại kẻ oán hại, phiền não buộc trói chặt, như tầm kia trong kén, những người có trí tuệ, ai ưa thích chốn này, thân này muôn khổ họp, hết thảy đều nhớp nhơ, ung nhọt trói chèn ép, xét cùng không ích lợi, cho đến thân chư thiên cũng đều như vậy cả. Tham dục đều vô thường, nên ta chẳng tham chấp, lìa dục khéo suy xét, rõ được lý chân thật, đoạn dứt cả ba cõi, nay Phật nhập Niết Bàn, sang đến tận bờ kia, đã vượt hết các khổ. Nay chỉ thuần an vui, nhiệm màu hơn tất cả, vì nhân duyên như vậy, vượt ngoài mọi hí luận, vĩnh viễn dứt trói buộc, nay Phật nhập Niết Bàn, không còn già bệnh chết, đời sống không thể dứt, nay Phật nhập Niết Bàn, như lửa lớn vụ tắt. Thuần Đà, ông chẳng nên suy lượng nghĩa Như Lai, nên quán tánh Như Lai, như núi lớn tu di, nay Phật nhập Niết Bàn, thọ niềm vui bậc nhất, chư Phật đều như vậy, chẳng nên than khóc nữa. Lúc ấy Thuần Đà bạch Phật rằng: Thế Tôn, phải vậy, đúng như lời Phật dạy, trí tuệ của con nay rất nồng cạn, dường như loài mũi mỏng, làm sao bạn xét nổi ý nghĩa sâu kín Niết Bàn của Như Lai. Thế Tôn, này còn được đứng cùng với các vị đại Bồ Tát, là hàng đại long tượng trong chúng tăng, đã dứt sạch mọi phiền não, là những vị như Ngài Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử đây. Thế Tôn, ví như người còn trẻ vừa mới xuất gia, tuy chưa thọ đủ giới nhưng cũng được dự vào hàng tăng chúng, con nay cũng vậy, nhờ sức thần của Phật và Bồ Tát mới được đứng vào hàng đại Bồ Tát. Vì vậy mà nay con muốn thỉnh cầu Như Lai trụ lâu ở thế gian, đừng nhập Niết Bàn. Ví như người quá đói hoàn toàn không có gì để nôn ra, nguyện cho Đức Thế Tôn cũng vậy, thường trụ Niết Bàn, không xả bỏ mà nhập Niết Bàn. Lúc ấy Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử bảo Thuần Đà rằng: Thuần Đà, nay ông chẳng nên nói ra lời như thế, muốn cho Đức Như Lai thường trụ ở thế gian không nhập Niết Bàn, giống như người đói không có gì để nôn ra. Nay ông nên quán tánh và tướng của các hành, quán các hành như vậy sẽ được đầy đủ phép tam muội không? Muốn cầu chánh pháp phải học như thế. Thuận Đà hỏi: Thưa Ngài Văn Thủ Sư Lợi, Như Lai là bậc cao quý hơn hết trong khắp cõi trời người, bậc Như Lai như thế há có thể là các hành hay sao? Nếu là các hành, tức là pháp sanh diệt, ví như bọt nước hiện đó tan đó, những sự đến đi rời chuyển khác nào như bánh xe quay, tất cả các hành lại cũng như vậy. Còn nghe nói rằng đời sống của chư thiên rất lâu dài, tại sao đời sống của Đức Thế Tôn, vị cao quý nhất trong chư thiên, lại ngắn ngủi chẳng đầy trăm năm? Ví như người đứng đầu một thành ấp do thế lực nên muốn làm gì tùy ý, người ấy nhờ thế lực mà có thể chế ngự người khác, về sau đến khi hết phước, người ấy thành kẻ nghèo hèn, bị người khinh miệt và bị kẻ khác sai khiến. Vì sao vậy? Vì đã mất hết thế lực. Đức Thế Tôn cũng vậy, như Ngài nói là Như Lai đồng với các hành, tức chẳng thể xưng là bậc cao quý nhất trong chư thiên. Vì sao vậy? Các hành là pháp sinh tử,
Thưa ngài Văn Thù, vì vậy không nên quán xét Đức Như Lai đồng với các hành. Lại nữa, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài bảo rằng Như Lai đồng với các hành, đó là rõ biết mà nói hay không rõ biết mà nói? Nếu Như Lai đồng với các hành, tất không thể nói là bậc tự tại pháp vương cao quý nhất trong chư thiên trong ba cõi. Ví như một vị vua kia có một người đại lực sĩ, sức địch với ngàn người, rốt cùng chẳng ai có thể thắng được người ấy. Vì vậy nên xưng lực sĩ ấy là người địch nổi ngàn người. Người lực sĩ như thế được vua yêu mến, tự nhiên ban cho tước lộc phong thưởng. Vì vậy được xưng là địch nổi ngàn người. Thật ra sức của người lực sĩ ấy chưa chắc địch nổi sức của ngàn người. Chỉ vì biết dùng đủ các kỹ thuật thế võ hay nên thắng được ngàn người. Vì vậy được xưng là địch nổi ngàn người. Như Lai cũng thế, hàng phục được ma phiền não, ma ấm, ma trời và ma chết. Cho nên Như Lai mới được xưng là bậc đáng tôn kính nhất trong ba cõi. Như người lực sĩ kia, một người địch nổi ngàn người, vì nhân duyên ấy, ngài thành tựu đầy đủ vô lượng công đức chân thật, cho nên được xưng là Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Văn Thủ Sư Lợi, nay ngài không nên nghĩ tưởng phân biệt cho rằng pháp Như Lai đồng với các hành. Ví như người trưởng giả rất giàu có, sanh ra đứa con, thầy tướng đến xem trẻ ấy, nói rằng nó có tướng chết yểu. Cha mẹ nghe vậy, biết rằng nó không thể đảm nhiệm việc nối dõi tông môn, cho nên chẳng yêu trọng, coi như rơm cỏ. Nếu là kẻ yểu mạng thì chẳng được các vị sa môn, bà la môn hết thể mọi người kính trọng. Nếu cho rằng Như Lai đồng với các hành, thì tất cả chúng sanh trong thế gian, khắp cõi trời người đều chẳng phụng kính ngài và pháp chân thật chẳng biến đổi, mà Như Lai thuyết ra cũng chẳng ai thọ trì. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, bởi vậy không nên nói rằng Như Lai đồng với tất cả các hành. Lại nữa, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ví như một cô gái nghèo kia không có nhà cửa, không ai cứu giúp, lại thêm bị bức bách vì bệnh khổ đói khát, cô lang thang khắp nơi xin ăn, dừng chân tại một quán trọ, ngủ ở đó và sanh được một đứa con. Chủ quán trọ bèn đuổi cô đi, vừa sanh con chưa được bao lâu, cô phải ôm con, muốn đi sang nước khác. Trong khi đi đường, cô gặp phải gió mưa dữ dội, chịu lạnh chịu khổ, lại bị nhiều mũi mỏng ong độc trùng độc cắn chích. Khi qua sông Hằng, cô vừa lội vừa ôm con, sức nước chảy mạnh cuốn trôi, nhưng cô cũng chẳng bỏ con. Thế rồi mẹ con đều chết chìm, cô gái ấy nhờ công đức của niệm lành hết lòng thương con, nên sau khi mạng chung được sanh lên cõi Phạm Thiên. Văn Thủ Sư Lợi, nếu có vị thiện nam nào muốn ủng hộ chánh pháp, chẳng nên nói rằng Như Lai đồng với các hành hoặc chẳng đồng với các hành, chỉ nên tự tranh rằng hiện nay mình ngu si, chẳng có con mắt trí tuệ, chánh pháp của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy chẳng nên tuyên thuyết rằng Như Lai nhất định là hữu vi hoặc nhất định là vô vi. Như người có chánh kiến nên nói rằng Như Lai nhất định là vô vi. Vì sao vậy? Ngài vì chúng sanh sanh ra các pháp lành, sanh lòng thương xót, cũng như cô gái nghèo kia ở dưới sông Hằng vì lòng thương con nên liều bỏ cả thân mạng mình. Thiện nam tử bậc Bồ Tát hộ pháp cũng nên làm như vậy, thà bỏ thân mạng mình chứ đừng nói rằng Như Lai đồng với hữu vi, nên nói rằng Như Lai đồng với vô vi. Nhờ nói rằng Như Lai đồng với vô vi nên đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng như cô gái kia được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Vì sao vậy? Vì là hộ trì chánh pháp. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Là nói rằng Như Lai đồng với vô vi. Thiện nam tử, người như vậy dù chẳng cầu giải thoát cũng tự nhiên được giải thoát, như cô gái nghèo kia chẳng cầu mà tự nhiên cũng được lên cõi Phạm Thiên. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, ví như có người đi xa, giữa đường mỏi mệt bèn vào nghỉ nhờ nơi nhà người khác. Đang khi ngủ, nhà ấy bỗng nhiên phát hỏa dữ dội, người ấy bừng tỉnh lấy làm kinh sợ, nghĩ rằng hôm nay chắc chắn mình phải chết. Người ấy vì lòng hổ thẹn nên mặc quần áo che kín thân trước lúc chết, sau đó mạng chung liền sanh lên cõi trời Đao Lợi. Từ đó về sau, sau 80 lần tái sanh liền được sanh làm vua trời Đại Phạm, trải qua trăm ngàn đời lại được sanh làm chuyển luân vương trong loài người, không hề sanh trở lại trong ba đường dữ, cứ thường xoay chuyển sanh về những nơi an lạc. Văn Thủ Sư Lợi, vì lẽ ấy nên những vị thiện nam có lòng hổ thẹn chẳng nên quán xét rằng Như Lai đồng với các hành. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, những kẻ ngoại đạo tà kiến có thể nói rằng Như Lai đồng với hữu vi, còn những tỳ kheo chỉ giới không nên nói như vậy, chẳng nên ở chỗ Như Lai phát sanh tư tưởng hữu vi. Như nói rằng Như Lai là hữu vi, đó tức là nói điều sai trái, nên biết rằng kẻ ấy khi chết sẽ vào địa ngục, xem địa ngục như nhà ở của mình. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, Đức Như Lai chân thật là pháp vô vi, chẳng nên nói đó là pháp hữu vi. Từ nay về sau trong cõi sanh tử,
Ngài nên bỏ sự vô trí, cầu lấy chánh trí. Nên biết rằng Như Lai tức là vô vi, như ai thường quán xét Như Lai như vậy, ắt sẽ được đầy đủ 32 tướng tốt, nhanh chóng thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy, Pháp Vương Tử Văn Thủ Sư Lợi ngợi khen Thuần Đà: lành thay thiện nam tử, nay ông đã tạo được nhân duyên trường thọ, có thể biết được rằng Như Lai là Pháp thường trụ, là Pháp không biến đổi, là Pháp vô vi. Như vậy nay ông đã khéo che khuất tướng hữu vi của Như Lai. Ví như người bị nạn lửa kia vì lòng hổ thẹn nên lấy áo che thân trước khi chết, nhờ lòng lành ấy được sanh lên cõi trời Đao Lợi, rồi sanh làm Phạm Vương, chuyển luân Thánh Vương, chẳng đoạn các đường dữ, thường được an lạc. Nay ông cũng vậy, khéo che khuất tướng hữu vi của Như Lai, trong đời vị lai ông chắc chắn sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 18 pháp không cùng chung với hai thừa, đời sống dài vô hạn, chẳng ở nơi sanh tử, thường thọ hưởng an lạc. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Thuần Đà. Để sau rồi Như Lai sẽ tự ngài thuyết rộng: nay ông với tôi, chúng ta đều nên che khuất tướng hữu vi của Như Lai, thôi hãy gác chuyện hữu vi vô vi lại. Nay ông hãy tùy thời mau cúng dường cơm nước, bữa cúng dường hôm nay công đức cao chỗ nhất. Như có những tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di từ xa đến đây cực nhọc, ông nên đem những món thanh tịnh mà cung cấp cho phải lúc. Hãy mau cúng dường như vậy đi, rồi ông sẽ được đầy đủ hạnh bố thí, là hạt giống căn bản. Thuần Đà, nếu cúng dường Phật cùng chư tăng lần cuối, dù nhiều dù ít, dù đủ hay chẳng đủ, phải mau mau cho kịp giờ, chính là lúc Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Thuần Đà đáp: thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, sau này ngài lại tham vì bữa ăn này mà nói rằng dù nhiều dù ít, dù đủ hay chẳng đủ, dù con phải cúng dường ngay bây giờ. Văn Thủ Sư Lợi: ngày xưa 6 năm khổ hạnh Như Lai còn chịu đựng nổi, huống chi ngày nay chỉ chờ trong khoảnh khắc. Văn Thủ Sư Lợi: này ngài thật cho rằng Đức Như Lai chánh giác có thọ dụng bữa cơm này hay sao? Nhưng còn biết chắc rằng thân Như Lai là thân pháp, chẳng phải là thân sống nhờ ăn uống. Lúc ấy Phật bảo Văn Thủ Sư Lợi rằng: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thuần Đà. Lành thay Thuần Đà, ông đã thành tựu đại trí vi diệu, khéo thâm nhập kinh điển đại thừa rất sâu xa. Văn Thủ Sư Lợi bảo Thuần Đà: ông nói rằng Như Lai là vô vi, thân Như Lai tức là trường thọ. Nếu ông biết rõ được vậy, chính là chỗ Phật rất hài lòng. Thuần Đà đáp: chẳng những Như Lai hài lòng với riêng con, ngài cũng hài lòng với tất cả chúng sanh. Văn Thủ Sư Lợi nói: vậy đối với ông cũng như tôi và tất cả chúng sanh, Như Lai đều hài lòng. Thuần Đà đáp: xin ngài chớ nên nói rằng Như Lai hài lòng. Sự hài lòng chính là tư tưởng điên đảo. Nếu có tư tưởng điên đảo tức là có sanh tử, có sanh tử tức là pháp hữu vi. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, vì vậy không nên nói rằng Như Lai là hữu vi. Nếu nói Như Lai là hữu vi thì cả con và ngài đều thực hành theo pháp điên đảo. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, Như Lai không hề có tư tưởng ái luyến. Sự ái luyến cũng giống như con bò mẹ nhớ nghĩ ái luyến với con bò con, trong khi đói khát đi tìm nước uống và cỏ ăn, nhưng dù đủ hay chưa đủ bỗng nhớ tới con liền chạy về. Chư Phật Thế Tôn không hề có sự nhớ nghĩ ái luyến như vậy, luôn xem tất cả chúng sinh bình đẳng như nhau, cũng như La Hầu La là con một của ngài. Niệm tưởng từ bi bình đẳng như vậy chính là cảnh giới trí tuệ của chư Phật. Thưa ngài Văn Thủ Sư Lợi, ví như một vị vua được người đánh xe đưa đi bằng xe bốn ngựa, nhưng muốn dùng xe lửa để chạy theo cho kịp thật không thể được. Này ngài với con cũng vậy, như muốn thấu hết lẽ sâu kín và ẩn mật của Như Lai thật không thể được. Văn Thủ Sư Lợi, ví như loài chim cánh vàng bay lên hư không cao đến vô số do tuần, nhìn xuống biển cả thấy rõ những loài sống dưới nước như cá, ba, chạy, đà, rùa, rồng, lại cũng thấy cả hình chiếu của mình. Nhưng người ta nhìn vào tấm gương sáng mà thấy được các màu sắc hình ảnh. Kẻ phàm phu trí tuệ nhỏ hẹp không thể đo lường chỗ thấy như thế. Ngài và tôi cũng vậy, chúng ta không thể đo lường trí tuệ Như Lai. Văn Thủ Sư Lợi nói với Thuần Đà rằng: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Chẳng phải ta không thấu đạt việc ấy, nhưng vì ta muốn đem việc của hàng Bồ Tát mà thử ông đó thôi.